Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Tone. Ở những phần Alien Profile trước, mình cùng các bạn đã tìm hiểu về các Alien của Ben trong series gốc như Heat Blast hay XLR8. Và hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn một Alien có hình dạng giống với côn trùng và có thể phóng ra các chất nhảy từ mắt. Nói tới đây thì các bạn có thể biết đó là ai rồi đúng không nào? Vâng, đó chính là Stinkfly. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu với Alien Profile số thứ 7, Stinkfly, chú rùa hôi hám của Ben thôi nào. Let's go! Ngoại hình Stinkfly là mẫu DNA được Omnitrix tổng hợp từ loài Lepidopteran trên hành tinh Lepidoptera. Stinkfly có một cơ thể côn trùng màu xanh lá cây với hai cánh tay, có ba bàn tay với ba ngón tay có móng vuốt. Cậu có bốn mắt khá nhỏ, nhưng đôi mắt này được liên kết trực tiếp vào hai bên đầu của cậu. Đôi cánh của cậu có màu xanh lá cây nhạt và rất mỏng với những đường kẻ sọc ở trên. Trong màn phim gốc, Stinkfly mặc một bộ đồ liền thân không tay màu trắng với lớp lót màu đen bao phủ hầu hết cơ thể, bao gồm cả đầu và đuôi. Tay cậu có màu đen giống như găng tay hở ngón và đôi mắt màu vàng cam. Cậu đeo biểu tượng Omnitrix trên đỉnh trán. Trong Don't Drink the Water, Stinkfly lúc 4 tuổi có một thân hình nhỏ bé hơn và có con ngươi trong mắt của cậu. Trong Omniverse, Stinkfly, 11 tuổi, trông gần giống như bản gốc nhưng có đôi cánh to hơn, da sáng hơn, mắt và con ngươi lớn hơn, cơ thể và đuôi to hơn. Quần áo của cậu có màu trắng sọc đen và chỉ che phủ đến trán cậu. Stinkfly 16 tuổi trông giống như bản 11 tuổi của mình, ngoại trừ việc cậu cao hơn và các phần màu trắng của quần áo có màu xanh lá cây và biểu tượng Omnitrix nằm trên trán cậu. Ben is the ultimate hero. Sức mạnh và khả năng. Stinkfly sở hữu 4 chiếc cánh của côn trùng, giúp cậu bay và chuyển hướng nhanh chóng, giúp cậu trở thành một trong những alien cơ động nhất của Ben ở trên không. Stinkfly có thể phóng ra các chất nhảy có áp suất cao từ các ống phấn nằm bên trong mí mắt và miệng của cậu. Những chất lỏng này có thể vừa là chất độc dễ cháy hoặc chất kết dính cố định. Mùi hôi của cậu đến từ các loại dầu mà cậu tiết ra để giữ cho các khớp xương di chuyển. Chính vì vậy mà Ben đặt tên cho dạng alien này là Stinkfly, hay dịch sát nghĩa là con ruồi hôi hám. Đuôi của Stinkfly cực kỳ sắc nhọn, giống như một cái vòi trích và có thể xé tan cũng như xuyên thủng thép một cách dễ dàng. Sức chịu đựng của Stinkfly cũng khá tốt, cho phép cậu sống sót vô tư trong khi bị đập phá qua các tòa nhà và kể cả khi ở bên trong một vụ nổ lớn. Sức mạnh của Stinkfly có phần nhỉnh hơn so với trọng lượng cơ thể của mình. Cậu có thể mang vác nặng mà không ảnh hưởng đến khả năng bay của cậu. Cậu thậm chí còn có thể bay trong khi Vilcax đang treo trên đuôi của mình và hầu như không bị kéo xuống bởi kích thước và trọng lượng to lớn của hắn, như đã thấy trong tập Ben 10 Original Secret. Ngoài ra, Stinkfly cũng có tầm nhìn 360 độ vì cậu có thể di chuyển hai mắt ở phía sau đầu và giữ hai con mắt còn lại ở phía trước đầu. Điểm yếu: Stinkfly cực kỳ yếu khi gặp phải bất kỳ loại hóa chất, chất độc hoặc khí độc. Mặc dù cơ thể có sức chống chịu khá tốt, đôi cánh của Stinkfly lại rất mỏng, khiến nó trở thành một điểm yếu khi kẻ thù có thể tấn công vào đó và ngăn chặn cậu di chuyển trên không. Đồng thời, cậu sẽ không thể bay nếu có quá nhiều nước trên đôi cánh của mình. Hơn nữa, cậu không thể bơi tốt do tay chân quá nhỏ. Stinkfly có thể bị giữ lại tại chỗ bằng đuôi của mình nếu như kẻ thù găm nó xuống mặt đất. Stinkfly cũng dễ bị thương khi gặp điện. Như đã thấy, khi cậu bị sốc trong lúc cố tấn công một con Tarantula trong tập A Predator and Prey Part 2. Đồng thời, là một Lepidopteran, chất nhầy của Stinkfly có thể bị vô hiệu hóa bởi sương mù Berkeley Jet, kẻ săn mồi tự nhiên của loài Lepidopteran. Ngoài ra, một bất tiện nhỏ hơn đó là mùi của Stinkfly. Đây có thể là vấn đề nếu cậu cố gắng trốn khỏi bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai có thể ngửi thấy được mùi hương. Về cơ bản, khả năng của Stinkfly chủ yếu nằm ở khả năng bay và phóng ra chất nhầy. Do đó, sức mạnh của cậu có lẽ sẽ hơi yếu nếu so sánh với những alien khác như Diamond Head hay Heat Blast. Chính vì vậy mà Stinkfly ít khi được sử dụng để chiến đấu tay đôi, mà Ben chỉ sử dụng cậu trong các trường hợp chạy trốn và di chuyển trên không nhờ khả năng bay siêu nhanh của cậu hay bắt giữ kẻ thù nhờ chất nhảy vô cùng dính. Về quan điểm của mình, nếu như phải chiến đấu với một trong những alien của Ben, Stinkfly sẽ không có cửa thắng. May ra thì có thể ăn được Grey Matter hoặc những alien có kích thước nhỏ. Còn nếu như mà chiến đấu cùng kích cỡ thì Stinkfly sẽ ở kéo dưới. Còn bạn, bạn nghĩ Stinkfly sẽ chiến thắng hoặc hòa nếu chiến đấu với những alien nào? Hãy cho chúng mình biết dưới phần comment nhé! Những lần xuất hiện Ben 10 Originals. Stinkfly lần đầu xuất hiện trong tập 2, Washington BC, lúc cậu cứu Gwen khỏi Mutant Crocodile và đánh bại tiến sĩ Animal. Trong tập 3, The Kraken, Stinkfly đã chiến đấu với Jonah Melville và đội của hắn cho đến khi cậu trốn thoát với Captain Shaw đang bất tỉnh. Trong tập 6, Tourist Trap, Stinkfly cứu một tài xế xe tải khỏi một vụ cháy. Trong tập 7, Kevin 11, Stinkfly chạy trốn cảnh sát cùng với Kevin. Trong tập 13, Secrets, Stinkfly phá hủy drones của Vilgax nhưng cuối cùng lại bị hắn đánh bại. Trong tập 15, The Big Tick, Stinkfly trốn thoát khỏi những tiến đồ của The Great One.
Trong tập 20, Camp Fear, Stingfly bay qua Camp Opinicon trong khi Wen thả một loại bột khắp các lỗ hổng được tạo ra bởi mycelium để phá hủy chúng. Trong tập 21, Ultimate Weapon, Stingfly đưa Wen và Max đến ngôi đền Ektua. Trong tập 23, The Lurk Below, Stingfly cứu Wen và Eddie không bị rơi xuống nước. Trong tập 27, Ben 10,000, Stingfly cố giúp Four Arms tương lai đánh bại tiến sĩ Animo ở tương lai. Trong tập 29, A Change of Face, Stingfly dập một đám cháy gây ra bởi Charm Coaster và sau đó bị bắt lại bởi phép thuật của ả trước khi Wen đến giải cứu. Còn trong tập 30, Merry Christmas, Stingfly kéo xe cho Santa, điều này khiến cậu trở nên giống như một con tuần lộc. Khá hay phải không nào? Trong tập 33, Super Alien Hero Birdie Adventure, Stingfly và Wen bám theo Able North. Trong tập 37, The Return, Stingfly bắt một vài tên tội phạm vượt ngục. Còn trong tập 42, Don't Drink the Water, Stinky Fly, tên gọi của Stingfly lúc 4 tuổi đánh bại loài thực vật đột biến của Hex. Omniverse. Trong tập 9, A Predators and Prey, Part 1, Stingfly chiến đấu với Bug Lizard. Trong tập 10, A Predators and Prey, Part 2, Stingfly lúc 11 tuổi chiến đấu với Tarantula, sau đó Stingfly 16 tuổi trốn thoát khỏi Slamworm. Một vài sự thật thú vị. Stingfly là người ngoài hành tinh đầu tiên được Ben đặt tên. Chất nhầy của Stingfly giống như một hỗn hợp bao gồm cao su, xi măng và bột yến mạch. Trong Destroy All Aliens, kết cấu đầu của Stingfly được lấy từ một loại thực vật, trong khi kết cấu của đôi cánh được lấy từ một loài côn trùng có thật. Trong Don't Drink the Water, giọng nói của Stingfly cao hơn so với phiên bản gốc. Không thấy thì khỏi bắt luôn nha. Tuy không được Ben sử dụng nhiều như những Diamond Head, Heat Blast hay XLR8, Stingfly vẫn luôn thuộc top những alien nổi tiếng nhất của Ben nhờ vào ngoại hình côn trùng trông khá kỳ dị cùng với một giọng nói nghe cực kỳ vui tai. Chính vì vậy, chắc hẳn Stingfly cũng đã để lại một vài ấn tượng sâu sắc với các bạn phải không nào? Nếu có thì hãy like video này để chứng tỏ mình là một fan của chú ruồi hơi hôi hám này nhé. À, còn một mách nhỏ cho các bạn hỏi nên xem Ben 10 ở đâu. Thì ngoài những kênh YouTube như Pop Kids hay Boomerang thì còn có một trang web cũng chiếu các tập của Ben 10, tuy khá là rời rạc và không có sub, nhưng mà có còn hơn không các bạn nhỉ? Đó là dailymotion.com. Chỉ cần gõ tên tập phim lên thanh tìm kiếm thì các bạn đã có thể xem được rồi. Còn nếu các bạn muốn tìm tên tập phim Ben 10 thì hãy tìm trên Wikipedia với cú pháp List of Ben 10 3 chấm Espresso. Với 3 chấm là tên series mà bạn đang muốn tìm kiếm như Originals, Alien Force hay Ultimate Alien. Đồng thời bọn mình sẽ luôn tổng hợp những tập phim có xuất hiện của các alien trong các phần Alien Profile nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và bọn mình sẽ update thêm cho các bạn nếu như tìm được nguồn khác xem mượt mà hơn nhé. Và trên đây chính là những điều mà mình nghĩ rằng các bạn cần biết về Stingfly, chú ruồi hôi hám của Ben. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về những thông tin mà bọn mình đưa ra? Hay bạn còn muốn biết thêm gì về những alien khác của Ben nữa? Hãy cho chúng tớ biết bằng cách comment ở phía dưới nhé. Và như thường lệ, hãy like video này và subscribe Tensun để đón xem các video tương tự nhé. Mình là Minh Dễ Thương. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Tí đính tí đính.